bà tìm gã ấy còn vừa gửi lắm qua những trang sách ở thư viện của bộ học cơ sở phương thủy, và ông bác ấy còn vừa khơi lên từ những hành động của người ta. Để học hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu cô Võ Thị Nhàn cùng đất thư viện sẽ tìm hiểu cho chúng ta những quyển sách nào để chúng ta đọc trong tiết học hôm nay. Xin chào quý vị, cô. Những cái nhân vật quan trọng và những cái lúc chúng ta cảm nhận được gì qua những cái sách đó, đúng không?
để từ sau khi ở phần kiểm tra về buổi, cô sẽ gọi các em nêu những cảm nhận riêng của mình về quyển sách đó để cái điểm điểm đứng này. Cô hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta đọc có ý nghĩa và có hiệu quả nhân.